Thưa quý vị, theo kế hoạch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dài 19,5 km sẽ được khởi công vào ngày 18 tháng 6, trước mốc 30 tháng 6 mà chính phủ đưa ra. Hiện tại, tỉnh đang quyết liệt nỗ lực thực hiện công tác bồi thường, phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 bàn giao được 70% mặt bằng dự án. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, tính đến ngày 22 tháng 4, tổng kinh phí bồi thường dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được ban hành quyết định phê duyệt là hơn 724 tỷ đồng, tương ứng hơn 43 ha, chiếm hơn 31% diện tích. Tổng kinh phí đã chi trả là hơn 609 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Bà Rịa đã phê duyệt kinh phí bồi thường cho 151 hộ, tổ chức với tổng số tiền hơn 228 tỷ đồng. Đến nay đã chi trả được gần 177 tỷ đồng cho 102 hộ tổ chức. Thị xã Phú Mỹ đã phê duyệt kinh phí bồi thường cho 174 hộ tổ chức với tổng số tiền hơn 436 tỷ đồng. Đến nay đã chi trả được hơn 432 tỷ đồng cho 166 hộ tổ chức. Từ nay đến ngày khởi công 18 tháng 6, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép Thị Giải, chủ đầu tư dự án sẽ phối hợp với các sở ngành của tỉnh trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán, phê duyệt quyết định về kinh tế kỹ thuật và dự toán, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà thầu để thi công dự án.